khớp baby màu nó quá trời, em thì ít nói nữa. Mà cái gu của em là con trai là kiểu ít nói, lạnh lùng, kiểu làm cho ta thấy chững chạc á. Rồi nó quá trời nói luôn, nói mình không xem gì hết, nguyên buổi là nói không à. Lúc ngồi ăn xong bắt đầu đưa ra là hợp đồng, ký hợp đồng, hợp đồng hôn nhân. Người nào soạn? Ảnh soạn, cái đó em soạn. Rồi em bao lâu thì em mới ký? Ký liền chứ ạ. Ký liền, ủa tại sao lại ký nhanh vậy? Là thời điểm đó chắc em sẽ ế. Nhiều tuổi rồi mà sợ ế cô. Đó là 25, 26 rồi. Trời ơi cô ơi là cô. Không, tại cái thời tôi mới lấy chồng đây nè cô. Tôi 36 rồi. Nhưng mà bây giờ còn không? Cái tính nó còn không? Dạ vẫn còn chứ ạ. Giống như là người ta nói qua thời gian là nó được sửa đổi, được hoàn thiện không? Nó trường tồn qua thời gian. Đẳng cấp đó, đẳng cấp là mãi mãi. Không biết nấu ăn, không biết phân biệt được cả củ hành của tỏi luôn ạ. Đầu tiên xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và các khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Những ngày đầu năm mới thì xin kính chúc các anh chị và khán giả năm mới an khang thịnh vượng, năm mới nhiều bình an. Thì em tên là Nguyễn Thành Trung, nay 37 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng em hiện nay đang ở Gò Vấp. Trung làm nghề gì? Em thì hiện nay đang công tác trong công ty kiểm toán. Mời vợ Trung. Dạ xin chào mọi người, chào chồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngô Thị Hạnh, năm nay 36 tuổi, làm kế toán thuế và cũng sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Một bên là kế kiểm toán, một bên là thuế. Vậy là cuộc sống có nghĩa là rất là nhiều con số đúng không? Tôi nói thiệt, hai vợ chồng này chắc tính chắc không ai tính lại. Có nghĩa là ông chồng mà muốn tính hơn cô vợ cũng không được, mà cô vợ tính hơn ông chồng, ông chồng này ông cũng biết hết luôn. Đúng không? Rồi bây giờ hai vợ chồng chia sẻ cho thường được biết coi cái lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là như thế nào, và có gặp nhau ở đâu đó nó có liên quan tới những con số không? Dạ không, thì tụi em thì cái là học chung trường cao học. Em bắt đầu học từ 2009. Thì 2011 thì tụi em có bắt đầu có quen biết với nhau, tại vì chung lớp là chỉ là quen biết sơ sơ thôi đúng không? Dạ. Bạn học thôi. Và lúc đó là mấy tụi em lúc đó là bao nhiêu tuổi? 23. 23 tuổi vậy dạ. Đang học đại học rồi đúng không? Học đại học xong là bắt đầu học lên thạc sĩ. Thì là lớp thạc sĩ thường là mọi người đó đi làm hết rồi, có nghĩa là mọi người đều có công việc, xong rồi có việc học của mình. Lúc học cao học thì thường là học sau giờ làm á, cũng khá là mệt. Mệt mỏi. Tụi em thường vô cũng chỉ tập trung vào cái học tập kiến thức thôi. Lý do sao mà quen được nhau? Tới năm 2011 thì trong cái quá trình học thì cũng có tình cờ để ý là có một cái cô nàng á, cứ thường là vô trễ, ngồi đầu bàn, mặc đồ rất là nổi. Em sắc màu luôn á. Em ấn tượng cái cô gái đó. Thì em có để ý một thời gian thì em có hỏi qua cái lớp trưởng á, thì cái thông tin số liên lạc cũng tình cờ, thì cái năm đó là cũng mới biết là chị đó cũng mới chia tay bạn trai. Là chị này đúng không? Để giờ là chị này đúng không? Có nghĩa là em đi làm rồi đúng không? Đúng rồi, lúc em đi học là bắt đầu chia tay. Rồi cái lúc mà em có cái đối tượng mà đang file down cái lý lịch của mình á, em có biết không? Em có biết không hay là em vẫn thờ ơ với mọi chuyện? Dạ không, cái hồi đầu có nghĩa là lúc mà bắt đầu đi học á là em vẫn còn đang quen bạn trai. Thì sau đó chia tay, nhưng mà kiểu lúc mình có bạn trai rồi thì sẽ không để ý đến đối tượng nào hết, đi học là đi học thôi. Rồi lớp đông lắm, xong rồi có anh lớp trưởng thì em là trong cái ban là ban cánh sự lớp á, thì cũng giữ tiền quỹ hay gì á thì anh cũng nói vậy thôi, nhưng mà không nhớ mặt ai hết á, cho đến khi ảnh nhắn tin rủ đi ăn kem thì cũng đi cho vui vậy đó. Xong lúc đi thì ảnh vô chỗ ảnh nói nhiều lắm, bị khớp baby màu nó quá trời, em thì ít nói nữa. Mà cái gu của em là con trai là kiểu ít nói thôi, lạnh lùng, kiểu làm cho ta thấy chững chạc á. Trời, nó quá trời nói luôn, nói mình không xem gì hết, nguyên buổi là nói không à, xong đi về khỏi nói chuyện luôn. Mà cái ấn tượng đó là ấn tượng nó không được tốt á, nên là cũng không thích lắm. Nhiều quá. Dạ. Với lại mình cũng đề phòng đúng không? Thường đàn ông nói nhiều quá là chắc là bị lừa lắm á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vậy sao cho người ta cơ hội để mà đến với mình? Ý là sao quen được á? Dạ thì ảnh cứ nhắn tin rồi cứ gọi điện rồi cứ lân la miết rồi thì nó cũng cứ theo dòng đó nó. Nước chảy đã mòn lắm không? Cái ngày nào em thấy em mòn. Tức là sau cái gặp nhau đó là bao lâu thì em thấy là em đã mòn rồi. Lâu. Khoảng trong thời gian khoảng 3 đến 4 tháng. Dài quá. Dài quá. Tưởng đâu mấy ba tưởng đâu mấy năm bên này đó. Anh chơi cái chiêu mà giống như là ta gọi là giống như hay than thở á, như là anh đang đứng đây rất là buồn rồi rất là lạnh mà nhớ em. Dạ đúng rồi. Là mình cảm thấy rất là xót vậy đó. Cứ thế là thời gian đến lúc nào, hành động nào mà em chấp nhận anh? Em nghĩ là về con người đi, ảnh em thấy được là lo nghĩ về cho gia đình nhiều, em kiểu thích những người mà quan tâm rồi lo lắng cho gia đình. Nên em đồng ý quen. Để em hỏi coi là cái cách tỏ tình của ông ấy như thế nào. Em cua sao? Cái lúc mà tỏ tình với cô ấy mà cô ấy đồng ý đó, ở lúc đó làm sao chung? Em nghĩ cái ngày mà vợ em chấp nhận em thì em lại đi coi cái kịch đó. Cái kịch đó chắc hồi xưa chị rạp chị Hồng Vân là hay. Ủa vậy hả? Làm nhiều. Ủa vậy là coi ở kịch Phú Nhuận? Kịch Người Vợ Ma. Cái vợ đó là xe duyên biết bao người. Sợ lắm luôn. Em biết không? Một cái đùng một cái là bà nhảy vô trong lòng ổng ngồi. Đó, lại dính luôn. Sợ đó. Sợ lắm em. Nắm tay. Ít nhất là nắm tay nha. Bóng.
nắm tay vậy đó, ừ, sợ hãi. Xong bắt đầu là xích lại gần, xích lại gần cái kiểu vậy đó. Ừ. Cái lúc đó là cô ấy có nhảy sẫm vào người của em không? Dạ, thật ra cũng không, nhưng mà cũng có cầm tay rồi đó. Níu kéo rồi kéo là dính luôn. Dạ. Là sau trong tháng đó. Trong đêm đó không có tỏ tình gì chứ. Dạ, thực ra thì sau đó thì em cũng cảm nhận được cái tình cảm rồi. Thì tình cảm từ từ nó lớn lên. Rồi tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Tụi em thì yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì làm đám cưới. Hồi nãy là tỏ tình là cũng nói chung nó cũng không có lãng mạn lắm. Nhưng mà cầu hôn thì ổng có lãng mạn không? Lãng mạn không? Dạ có. Ông có làm một cái điều gì đó bất ngờ với em không? Bất ngờ thì có ạ. Hôm đó là 14 tháng 2 luôn. Ảnh mời đi ăn. Xong rồi lúc ngồi ăn xong bắt đầu đưa ra là hợp đồng. Ký hợp đồng. Hợp đồng hôn nhân. Người nào soạn? Đúng không? Ảnh soạn. Cái đó em soạn. Và có thể kể một số điều khoản trong hợp đồng yêu đó, nhưng mà em nhớ em sợ trên mạng mà giờ em quên rồi. Cái hợp đồng đó thì giống như là hai vợ chồng thì cùng gắn bó với nhau trong cái quá trình cuộc sống đó, chia sẻ với nhau những cái khó khăn gì cùng vượt qua. Đi đường khi anh chở không được nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược có Nói chung là cô có nhiều những cái điều như vậy á chị. Dạ. Ờ, có những cái đáng yêu đó. Lương anh có bao nhiêu thì đưa vậy vui rồi. Lương anh có nhiêu xài nhiêu nghe em đó. Ví dụ. Ủa nhưng mà có những cái điều khoản nào mà nó gây cho em khó khăn không? Dạ không, ảnh đã chuẩn bị hết rồi thì giống như là đã anh gọi là perfect hoàn hảo rồi. Là lựa những cái câu nào hay hoặc là những cái gì mà cảm thấy là hai đứa cần phải tương hỗ nhau trong cuộc sống sau này á, nên rất là bình thường ạ. Rồi em bao lâu thì em mới ký? Ký liền chứ ạ. Ký liền? Ủa tại sao lại ký nhanh vậy? Em nghĩ là thời điểm đó chắc em sợ em ế. Nhiều tuổi rồi mà sợ ế cô. Đó là 25, 26 rồi ạ. Trời ơi cô ơi là cô. Không, tại cái thời tôi mới lấy chồng nên là cô. Tôi 36 rồi. Như vậy sau đó là lấy nhau. Bây giờ là tụi em đã sống với nhau được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là năm nay vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Một thập kỷ rồi. Dạ. Wow. Là có con mấy đứa rồi? Em có hai bé trai. Bé 9 tuổi với bé 5 tuổi. Vậy đó hả? Có mong có bé gái nữa không? Không. Đủ rồi phải không? Đủ rồi phải không? Vậy thì cái thời gian mà tụi em mới cưới á, nó có những cái gọi là hòa hợp với nhau nhanh nhất có thể không? Hay là nó có những cái mà chưa hiểu nhau rồi về rồi bắt đầu nó lòi ra những cái chẳng hạn như về khủng hoảng tâm lý hay là cãi nhau rồi này kia nọ có không? Có chứ ạ. Hồi đầu về là em bị khủng hoảng luôn á. Đúng là cái kiểu mà khủng hoảng tiền hôn nhân hay là trong hôn nhân đó. Tiền hôn nhân về một cái là thấy thay đổi hết luôn. Lúc mà anh quen, trời ơi, rất là lúc nào cũng sức nước hoa, rồi anh mặc nó sạch sẽ ha, rồi chải chuốt, rồi về là đồ đạc là quăng tùm lum hết á. Có khi không tắm luôn. Nói chung là ở giờ ở bận là đủ hết trong cái đó là giai đoạn đầu. Dạ, giai đoạn đầu là vô cái kia luôn đó. Cái tật xấu đó phải không? Tật xấu luôn đó. Đúng rồi. Đó là giai đoạn đầu là vậy luôn. Dạ, giai đoạn đầu là em khủng hoảng thật sự luôn. Khủng hoảng về ngoại hình anh ấy, về hình thức của anh ấy. Đúng rồi, với cả phong cách ở nó cũng khác nữa. Có bạn hay gọn gàng, đúng rồi, mình gọn gàng còn bê bối đó. Nhưng mà bây giờ còn không? Cái tính nó còn không? Dạ vẫn còn chứ ạ. Giống như là người ta nói qua thời gian là nó được sửa đổi, được hoàn thiện không? Nó trường tồn qua thời gian. Đẳng cấp đó, đẳng cấp là mãi mãi. Thôi gì nữa? Thôi gì nữa? Sẵn em kể luôn á. Anh không biết nấu ăn. Không biết phân biệt được cả củ hành củ tỏi luôn á. Anh không xuống bếp luôn á. Như vậy là có nghĩa là đó giờ là không có vô bếp. Dạ đúng rồi. Tại vì mẹ nội trợ á thì mẹ sẽ lo hết đó. Vậy thì việc nhà với chăm con anh có làm không? Dạ gần như là không. Chết rồi, giờ ông ngồi ôm mấy con số và ông không hết rồi. Khi nào em gọi là phải nói là gọi là sai á thì mới làm, còn không sai thì tự khắc là không có việc gì để làm hết. Rồi còn gì nữa nè, nhậu nhẹt thì sao? Dạ nhậu nhẹt thì nhậu nhiều, nhưng mà do cái tính chất công việc á thì chỉ có yêu cầu là nhậu ít lại thôi, chứ còn tính chất công việc là bắt buộc. Bắt buộc. Vậy là em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất trong những cái em vừa kể? Đó là cái việc là tự chủ động chia sẻ công việc nhà với vợ thôi. Em chia sẻ thêm xíu là vợ em thì cái là tính hơi đòi hỏi hơi hoàn hảo, cũng có những lúc em chủ động nhưng mà vô làm sai hay bị la. Biết rồi, em thấy bị la nhiều quá nên em thấy khi nào sai thì em làm luôn. Rồi chị kết luận luôn, cầu toàn quá đúng không? Cầu toàn đó rồi. Là một cái tật xấu luôn. Đúng rồi, bây giờ kể luôn đó. Đó là một tật xấu luôn, luôn đó chị. Đã một người không biết làm, đúng không? Em không biết làm việc nhà, em không biết nấu nướng, nhưng mà vợ sai thì thôi mình cố gắng mình làm, thì làm sao mà đạt được cái yêu cầu như là một người cầu toàn như em mong muốn được? Nhưng mà do ba mẹ hồi nhỏ cũng không có cho mình làm nhiều á, mình cũng không biết làm. Rồi tiếp nhát đi. Lắm ạ. Nhát giống như sợ lửa vậy đó. Sợ bỏng tay chẳng hạn, cầm dao cũng sợ nữa, nên nói chung là nhát nhát. Nó cái thành thử là không có vô bếp, mặc dù em rất là thích hai vợ chồng cùng làm rồi cùng chia sẻ gì à, cùng rửa chén hay gì đó là không bao giờ. Bộ rửa chén cũng sợ nước nữa hay gì? Dạ không, sợ rửa chén thì bình thường, mọi người ăn sẽ bị đau bụng hay gì đó, nhưng mà nó không sao. Rửa bận thì em rửa lại, cứ rửa đi. Bây giờ em cho ông làm một cái nhiệm vụ sau cùng đi,
là ông trán thôi. Ông trán rồi ông úp vô trong chạng thôi, trong trong chỗ ấy, đúng không? Vậy đi cho nó vui, có vợ có chồng rồi sát bên cho nó vui vậy. Mà đó là đúng rồi, đúng rồi. Em kể tiếp tật xấu của vợ em đi, chứ nãy giờ em bị lên án quá rồi. Gì nữa? Và có hay ăn hiếp chồng không? Khi mà giận nhau thường là vợ hay giận hay la, thằng em thường cũng hay đi ra ngoài hoặc là em nghe. Hay giận không? Một tuần giận mấy lần? Cũng không phải hắn hay giận đâu, nhưng mà hay la thôi. Hay la, hay la. Do vợ em cũng ở sạch lắm, cứ chắc là cằn nhằn á. Dạ, cứ cằn nhằn. Dạ, kiểu cằn nhằn vậy đó. Vợ em thì ở sạch lắm, cứ về là cứ lâu lâu chùi chùi xuống nghe nè. Nhiều lúc áp lực quá về nhà chỉ muốn thảnh thơi, chỉ muốn thư giãn thôi, mà về nhà bị bắt cằn nhằn, có khi nào la lại không? À, cũng có thỉnh thoảng, mà hôm nào ví dụ như là hôm nào mà say say về có tí men á. Dạ. Nó dũng cảm. Chứ bình thường thì không. Có rượu vô mới dũng cảm đúng không? Dạ. Nhưng mà mỗi lần vợ em giận, vợ em có nói cho em biết là vợ em giận cái gì không? Hay là chỉ có tự anh phải đoán là coi em giận anh cái gì? Thì đó, phụ nữ có cái đó, chị nghĩ là muốn mình làm cái gì thì không bao giờ nói thẳng đâu. Nhìn, phải nhìn sắc mặt rồi phải nói mía mé. À, dạ. Tức là phải đoán ý đó đúng dạ, không? Phải đoán ý đó, cho nên là nhiều khi em cũng hiểu, nhiều khi cũng chấp. Mệt không em? Mệt, nhiều khi cũng mệt. Sự anh mà rơi vào trường hợp đó anh rất mệt. Tới bây giờ em cảm nhận là bây giờ cái gì phải nói thẳng. Dạ. Chứ mé mé mệt, đoán ý rất là mệt. Nhưng mà tại vì vậy nè, có nhiều khi á, nói hoài rồi cái cũng vậy hoài á, nhiều khi mệt mỏi không muốn nói nữa, nói thành trơ trẽn á em. Đúng rồi. Vậy giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì nhất trong những cái mà em đang suy nghĩ trong đầu em nè? Đối với việc nhà thì nói chung là em cũng có thể chia sẻ được, nhưng mà mình yêu cầu chồng á thì có thể là nó nhẹ nhàng hơn tí. Là có thể là chỉ cụ thể hơn. Chứ nhiều khi tại vì em thì cũng hơi bụng bề á, nên là nhiều khi làm cũng không đạt ý, dễ bị la này cũng lười luôn. Thứ hai là vợ có thể là bớt thời gian, có thể là nấu ăn cho nhà ăn nhiều hơn. Thì em thì cũng người Bắc cũng thích bữa ăn gia đình. À, tức là hiện giờ là vợ nấu ăn ngon không? Vợ thì nói chung là cũng nấu ăn được. À, mà giờ em muốn ăn cơm vợ nấu đúng không? Giống như những đứa trẻ thích ăn cơm mẹ nấu vậy đó. Chồng là thích ăn cơm vợ nấu. Đó là một cái nhu cầu mà thực sự là của tất cả những ông chồng đó em. Thực sự luôn, nhiều khi vợ nấu ăn không ngon đâu, nhưng mà vợ nấu cái ăn đã ngon. Cảm thấy là thiệt. Cái ngon về tinh thần á, về đầu óc nó sảng khoái. Dạ. Thì chị thấy là cái yêu cầu của chồng đó là chính đáng đó em. Còn cái vấn đề sắp xếp công việc nhà đó, đó thì như chị nói đó, cho ổng tráng cái nước bước cuối cùng. Em lựa cái nào mà dễ nhất có thể, miễn là anh đứng bên cạnh em, hai chồng mình cùng làm, đó là vui rồi. Được không? Được chứ, thì thường hai vợ chồng hay làm chung. Mà thực sự em có thích được làm chung với vợ hay không, cái đó là điều quan trọng. Đúng, đúng, chính xác ạ. Mình phải chọn lựa thôi. Thì cái nếu mà nói mà thích thì cũng không hẳn, nhưng mà ý là em có thể chia sẻ được cái công việc với vợ. Trời ơi, coi như là 10 năm ha. Dạ, 10 năm. Gần 10 năm bên cạnh nhau rồi. Cho dù có cãi nhau đi chăng nữa thì là vẫn họ phải vẫn yêu thương. Vẫn phải yêu thương, bởi vì đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc, hiểu không? Dạ. Là yêu thương nhau là trên hết tất cả mọi thứ, đúng không? Nhiều khi bực vậy thôi, nhưng mà trên hết là mình đã yêu vợ mình từ cái ngày đầu gặp rồi. Dạ. Một cô bé chuyên môn đi học trễ và mặc đồ sắc màu. Không ra để có. Những lúc đó em cứ nghĩ đến điều đó, cái tự nhiên em giảng lại hết tất cả mọi thứ, dạ, đúng không? Và để có được một cái sự viên mãn như ngày hôm nay, 10 năm, một thập kỷ, các bạn yêu thương nhau, đó là gì? Các bạn đã chọn đúng đối tượng, các bạn đã chọn yêu thương, và ngày hôm nay các bạn đã chọn được hạnh phúc. Rồi, bây giờ mình xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào, không biết kêu chị hay cô cho phù hợp. Thôi giờ kêu lỡ kêu anh Thuận rồi thì giờ kêu chị đi. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, chị chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên đầy đủ là Huỳnh Hữu Cảnh, năm nay 38 tuổi, hiện nay đang làm việc tại cơ quan nhà nước và đồng thời cái nghề tay trái là life coach, nghĩa là khai vấn cuộc sống. Life coach là sao? Life coach là life khai coach. Vấn cuộc sống. Khai vấn cuộc sống. Cảnh nói rõ hơn về cái công việc này. Cảnh nói. Thì cái công việc này nó cũng khá mới ở Việt Nam. Vào Việt Nam khoảng hơn mười mấy năm thì nó đang trên đà phát triển. Thì khai có nghĩa là mở, vấn là câu hỏi. Thì mình dùng câu hỏi để giúp cho khách hàng khai mở ra những tiềm năng của họ để mà giải quyết những cái vấn đề mà họ đang gặp phải, hoặc là họ đang đặt những mục tiêu hay là muốn vượt qua những thử thách, thì đến với mình bằng một cái những cái câu hỏi chất lượng, bằng một cái trò chuyện chất lượng trong một cái thời gian nhất định, ví dụ như là 30 phút, 45 phút, và giúp cho họ vượt qua những cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Nhưng mà thông qua ứng dụng gì hay là gặp trực tiếp? Mình làm việc online hoặc là offline tùy theo cái nhu cầu, khoảng cách địa lý á. Rồi, hiểu rồi. Cảnh hiện giờ là ở Kiên Giang, mà ở xã nào thì giới thiệu thêm đi em. Dạ, em đang ở ấp Đông Thọ B, xã Thành Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Kiên Giang lên đây đó chị. Wow, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Rồi tới em. Em dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Tú Nga, em ở Kiên Giang. Hiện năm nay thì em 31 tuổi.
31 tuổi. Dạ. Em đang làm ngành gì? Em làm nhiếp ảnh và có công việc phụ là dạy thi lái xe. Ồ vậy đó hả? Dạy thi lái xe. Dạ. Wow, biết bao giờ chị mới biết lái xe hả Bin? Ủa chị biết lái, chị biết chạy xe máy mà. Chị biết chạy xe máy mà chị không bao giờ biết chạy xe hơi là sao? Thôi, không biết chạy xe hơi là sướng nhất rồi bảo. Còn tiền đâu mà mướn tài xế hoài. Ờ. Chị có nghe em nè, vợ em cũng biết tập biết có bằng lái luôn rồi đó. Đi bằng lái cao điểm hơn anh luôn á. Nhưng mà lâu rồi không có lái. Cái một lần em chở vợ em đi thì vợ em nói anh ơi, anh mệt rồi, anh qua anh ngồi kế em đi, anh ngủ một giấc đi, em lái cho. Mới nói thôi đi. Trời đất ơi, tôi qua tôi ngồi đây chắc tôi luôn. Tôi khỏi ngủ luôn á. Đó. Thật ra là em hôm trước là anh chưa hỏi là em lái, em dạy lái xe mà hai bánh hay là bốn bánh? Em dạy hai bánh và bốn bánh. Bốn bánh thì em chỉ dạy lý thuyết và kết hợp với trường để dạy thực hành ạ. Nhưng mà là nghe đã có bằng lái của bốn bánh chưa? À, dạ có, đã có kinh nghiệm lái xe 2 năm chở chồng đi học ở Úc ạ. Dạ. Rồi hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào, cơ duyên nào? Em chắc em kể đi ha. Tại em kể đi, em kể đi. Em gặp bạn Cảnh trong một cái buổi diễn văn nghệ từ thiện á chị. Thì lúc đó bạn cách đây bao lâu? Dạ năm 2013 hay 14 anh? 2014. À 14. Thì em đến là nhiếp ảnh là tình nguyện viên để chụp hình cho cái buổi văn nghệ đó và để dắt dìu những cái bạn khiếm thị á chị. Thì buổi diễn văn nghệ đó là tất cả đều là anh em khiếm thị để biểu diễn để gây quỹ từ thiện. Thì em nhìn thấy là trong tất cả các bạn đến diễn á thì thường thì người ta đi một mình thôi hoặc là đi xe ôm rồi có một người chở. Thì em thấy bạn này thì rất là chỉnh chu, lịch sự, rồi từng phím đàn rất là điêu luyện nhưng đang như là đang gọi mời có ai để ý mình không gì đó. Xong thì em nhìn xuống sân khấu thì em thấy gia đình của bạn Cảnh tức là nguyên một cái lực lượng hùng hậu luôn. Rồi ba mẹ rồi chị em cháu gì nguyên cái hàng ghế đầu là bích hết trơn luôn vậy luôn á hả? Dạ, một đại gia đình luôn. Dạ thì em đặt câu hỏi là ủa anh này như thế nào mà cái mối quan hệ gia đình lại gắn kết như vậy á, tức là bạn này cũng khuyết tật, bạn kia cũng khiếm thị mà sao đi cũng mình, có bạn thì phải đi xe ôm, sao anh này ngộ khác vậy đó. Nên là bắt đầu mình để ý nhẹ cái vậy hả. Nhưng mà hôm đó là chồng của em là hôm đó là Cảnh là biểu diễn cái gì, hát hay đờn hay là em hát chị đàn luôn chị. À em vừa hát vừa đờn hả? Dạ. Wow, bởi vậy á thì có Tuấn Tú nè, rồi Hậu Phương gọi là rần rần như vậy, bởi vì mình để ý là đúng rồi. Dạ. À bật mí với chị luôn là Cảnh đàn piano rất là tuyệt vời. Không cần phải lấy tông trước nha, chị hát bài nào tông nào là bạn Cảnh theo chị luôn. Ồ, à nhưng mà chắc là trong chương trình đến thăm nhà, gõ cửa thăm nhà là đã có đờn rồi đúng không? Đờn cho em hát và cái con bé mà nó hát chinh tông em là con Ngọc Lan. Nó vẫn hòa quyện được, nó hát ôi. Dạ. Rồi sau đó thì tiếp tục thì như thế nào? Làm cách nào để hai bạn quen được nhau? Em thì bạn đó thì đâu biết rằng em để ý hay em như thế nào đây. Thì có sau khi em về á thì em có nghe một cái người chị cũng khiếm thị luôn là em có quen, thì chị đó nói là để giới thiệu cho em một cái người anh này anh giỏi lắm. Mà lúc đó em cũng không nghĩ là cái bạn này, nghe vậy thôi, nhưng mà sao trùng hợp là chính là bạn này. Dạ. Ông trời ông đặt để rồi Cảnh ơi. Dạ. Rồi sao lúc đó cái chị đó chị có nói với em là để chị giới thiệu cho em một bé này dễ thương lắm không? À dạ không, chắc cũng là chị nói ông trời đặt để chắc là chính xác rồi đó. Tại vì thời điểm mà Tố Nga hỗ trợ trong cái chương trình đó thì em không có biết, cái hoàn toàn không biết luôn. Thì sau đó về thì trong cái buổi liên hoan sau cái chương trình đó thì ngồi cạnh cái chị đó thì em đang muốn tìm một bạn để mà đọc sách. Đọc sách audio. Thì chia sẻ xong thì bà cái chị đó thì mới chia sẻ là biết Tố Nga đang công tác tại đài truyền thanh huyện An Minh. Huyện An Minh cũng là huyện của tỉnh Kiên Giang đó chị. Đó thì em thấy ok rồi, mình đang tìm một cái người mà đọc mà bạn này đang làm ở đài truyền thanh nữa, cho nên là em xin số điện thoại. Đưa số điện thoại của em hay là em lấy số điện thoại của Tố Nga. Rồi em là người chủ động gọi điện. Em nhắn tin. Nhắn tin. Chắc Tố Nga chia sẻ tại vì cái nhắn tin này làm Tố Nga tò mò hơn. Là nghe bất ngờ là không hiểu tại sao là cái như Cảnh mà lại nhắn tin. Dạ đúng rồi. Em đang chạy xe thì em nhắc lại là em cộng tác với đài, tức là mình chỉ cộng tác những cái chương trình đó. Rồi xong cái lúc đó thì mình cũng ảnh cần một cái người để đọc á. Mình khi mà nhắn tin là rất vui khi được làm quen với em, mình cũng giật mình.
sao ông này ông nhắn tin được trời, kỳ vậy. Được, mình phải tìm hiểu nữa là nhắn tin bằng cách nào. Nhưng mà lúc đó Nga biết là anh Cảnh nhắn tin cho mình. Dạ, đúng biết không? Dạ biết. Thì cho nên Nga mới là tò mò tại sao ông nhắn tin kiểu gì, đúng không? Dạ dạ. Rồi sao, rồi tìm hiểu làm sao? Thì mình cũng trả lời lại. Rồi lúc đó thì điện thoại nói chuyện, hỏi anh nhắn tin như thế nào nhắn tin được. Thì bạn Cảnh giải thích là có điện thoại có cái phần mềm đọc đó chị. Khi mà mình bấm vô chữ gì thì dạ, nó sẽ phát đọc ra. Dạ đúng rồi. Nó có một cái phần mềm nhắn tin dành cho những người có khiếm thị, đó. Rồi sau đó coi như là hai đứa làm sao mà coi như là xích lại gần nhau hơn nè. Thì nhà em thì cách nhà của bạn Cảnh khoảng khoảng 100 cây. Em ở dưới quê, còn bạn thì giống như ở thành thị vậy đó. Công việc của em thời điểm đó thì em đi quay, em đi chụp hình cưới rồi thêm ở ngoài đó. Thì khi chụp ở dưới quê thì em phải đi lên trên tỉnh để em gửi hình. Thì mỗi lần đi gửi hình thì em đều đi vô thăm bạn hoặc là chở bạn đi chơi á. Tại cái thời điểm đó bạn ở trên Sài Gòn, bạn học về thì cũng ít có đi đâu, vòng vòng Rạch Giá thì em tới để em chở bạn đi. Mà Nga, lúc mà Nga chụp hình ở cái chương trình mà từ thiện đó, dạ. Em có lén chụp chồng em không? Dạ có ạ. Dễ gì không, đúng không? Tại vì là đường ngồi đường hẹp mà thanh lịch này cái nọ rồi cũng lén chụp hoài. Với lại con bé nó nói chị Nghi giống như là đàn mờ gọi á. Chị Nghi cái bữa đó chắc là em không còn phim để chụp những người khác quá. Em về em nhìn em thấy toàn hình của bạn Cảnh không? Đó. Ngay mà bởi vậy may là mấy số chị, mấy số chứ không phải mấy phim. Ồ mấy số hả? Nhưng mà chị nghĩ chắc cũng chẳng còn chỗ để mà chứa những người khác ngoài hình của Cảnh. Với lại nha, em đúng ra tại vì em biết trước rồi cho nên em phải hỏi cái câu này. Đúng ra là em phải hỏi. Mà thôi giờ mật mí luôn. Chị thấy vậy đó nghe. Chứ là có trước bạn nghe là có mấy mối tình đó. Đúng không Cảnh? Xác nhận cho chị Dân. Dạ dạ dạ, dạ chính xác. Trời đó, có đào hoa dữ vậy hả Cảnh? Rồi những mối tình đó tại sao lại không tiếp tục mà lại chia tay? Chắc tại ông trời chị ạ. Ông trời nó giống như là mình chưa đúng một cái, chưa tới thời điểm mà chưa đúng con người. Chưa đúng mảnh ghép của mình ha, đúng không? Dạ, chưa đúng mảnh ghép của mình. Nó phải đúng người và đúng thời điểm nữa cơ. Dạ. Rồi đến khi nào thì Cảnh mới thấy, mới cảm nhận được rằng mình rất trông chờ cái cô gái Tố Nga này. Dạ. Sau mỗi lần cô ấy lên tỉnh đi rửa hình và mình chờ đợi cổ lên và rửa hình xong và gặp mình. Thì thật ra nó cũng quen với Tố Nga cũng diễn ra cũng khá là nhanh á. Sau cái ngày hôm đó thì cái buổi gặp đầu tiên với Tố Nga là ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 không, cũng là vô tình thôi, cũng không phải là cố ý để mà sắp xếp cho ngày 14 tháng 2. Thì gặp nhau tại cà phê Nhớ. Tên là Nhớ. Trời ơi, uống ngay ngày 14 tháng 2 cà phê Nhớ về sao quên. Là phải hốt thôi. Thiệt tình. Nhưng mà cái vô tình vô quán cà phê Nhớ hay là em vô tình, rất là vô tình. Mọi thứ là trời đặt để. Trời đặt để mà em. Vô tình. Vô tình. Dạ thì vào trò chuyện với nhau thì có những điều rất là hợp. Mình cảm thấy rất là hợp. Thứ nhất là Tố Nga là một cô gái rất là, mình cảm thấy rất là đơn giản, giản dị á. Rất là giản dị và rất là thích những cái công việc là cộng đồng, tốt bụng, đúng không? Dạ dạ, cái công việc cộng đồng là cái đó, thì cái điều đó mà em đang rất là trông mong. Rất là trông mong. Bởi vì là khi một người mà tới với mình á thì phải có một cái tấm lòng phải tương đối rộng một chút. Chính xác. Tương đối rộng một chút thì mình hơi tính một chút xíu như vậy. Nói tại ra thì kệ nhưng mà cũng tính. Tại vì mình đã giống như là mình đã bị những cái vết thương lòng. Dạ. Đúng không? Cho nên bây giờ là mình hơi kén chọn chút xíu. Dạ, với một điều nữa là ở bên trong tôi nghe có một sự mạnh mẽ. Dạ. Sự mạnh mẽ. Vậy mình lấy xe mà sao không mạnh được? Dạ. Không, chụp hình. Trước mắt là chụp hình là thấy là mạnh rồi. Đúng rồi. Giờ dạ. Lấy xe nữa là tại vì á, những người mà chụp hình á là cái công việc của họ giống như những người phóng viên á. Dạ. Đi tất cả mọi nơi, gian nắng dầm mưa thì mới có được những cái khung hình đẹp nhất có thể, đúng không? Chụp máy cơ chứ phải chụp máy một số. Sau khi quen Tố Nga là em mới có cơ hội đi rất là nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long á. Đi chụp ở vườn cam, vườn quýt rồi ở biển. Rồi thôi bây giờ nè, vô cái quán cà phê Nhớ đó là nắm tay chưa? Chắc lần đầu tiên là không phải nắm bằng tay, tại thói quen em nắm á là nắm phía trên. Nắm khuỷu tay, em nắm khuỷu tay. Rồi khi mà đứng vô cái là bạn Nga mới đi yên không? Yên. Ủa đi yên luôn hả Nga? Tức là nắm, tại vì em
không biết mình sao á, tại vì cái năng lượng của mình là năng lượng rất là bình, nói chung rất là hiền á, cho nên là nắm vào cô gái nào cũng rất là thoải mái thôi. Mình rất là hiền cái đó. Vậy hả? Dạ. Sao Nga đâu, để Nga nó xác nhận thôi. Nga em sao thì, Nga? Ai mà nắm khuỷu tay cũng phải không, có một cái sự thắc mắc nhẹ chứ. Tại vì em cũng cảm thấy bình thường, tại vì khi mà em đi hỗ trợ những bạn khiếm thị á thì mình cũng hay đưa cái tay như thế này. Không, khiếm thị thì sẽ không nắm vậy nha. Tức là mình sẽ đưa cái khuỷu tay và cái người bạn kia sẽ dịnh hoặc là khoát. Dạ, đúng còn rồi, nắm đi rồi. Như thế này thì không có nắm. Nên thì đúng lúc rồi, đó em rồi. Nghĩ bình thường thôi, mình đang làm công tác mà hỗ trợ bạn mà. Thời điểm đó là có vịnh vai nữa. Tại vì vào cái lối hẹp. Tại vì cái quán nó cũng hơi nhỏ nên vào lối hẹp. Thôi bây giờ vai. Đến cái lúc mà cái đô chỗ đó là dẫn đi. Còn cái này không, để tải cái này mới hiểu. Vui, cái này mới vui. Tại vì tại sao mà vịnh vai mà em nhớ? Cái thời điểm là vịnh vai mà thấy cô này thấp hơn mình. À, cái thời điểm đó em lại thấy thấp hơn. Thấp hơn. Cái lý do. Lúc đó là bạn ấy lại chồng người xuống. Hiểu đó. Là đã thương từ lúc đó rồi đó chị à. Bạn ấy là mình không biết, tức không, là tưởng nè, là thấp hơn. Cái lúc mà ông vô ngồi trong cà phê nhớ rồi đó, nói chuyện ngồi đó xong rồi thò cái tay qua đụng vô khỉu tay đó. Dạ. Thì Nga, em có thấy có một cái luồng điện nó chạy trong người, có cảm nhận không? Lúc đó thì chưa anh, chưa có cảm nhận nhiều, nhưng mà mến bạn này lắm. Mến rất là cái điện ở đâu ra mà rần rần mà lẹ vậy đó. Điện bạn nói đã nói bạn Cảnh nói là bạn Cảnh rất là hiền. Thành ra là khi mà đụng chạm vô tất cả các bạn nữ thì đều sẽ có một cái phản ứng bình yên, bình thường đúng không, bình yên chứ không phải là ấy. Okay. Và lúc nào em cảm thấy bất bình thường đâu? Bất bình thường là ví dụ như em đi sáng tác, em đi chụp hình vườn cam vườn quýt ở Lai Dung, hay là em đi mua bông mua hoa ở An Giang, mỗi lần em gọi điện thì em rủ đi cái là gác hồng mọi công việc để đi cùng mình. Tức là đi rồi cái dịnh cái eo để mình chở đi vậy đó. Tại đi em thì em đi một mình thì em buồn, nên là em cần một người để mà đi theo nói chuyện với mình đó. Nhưng mà bạn Cảnh lúc đó là bạn nói chuyện rất là dẻo. Bạn nói rất là, nói chung là làm cho mình muốn nghe bạn nói hoài. Đúng đó. Dạ. Tại vì ngoài cái giọng nói, ngoài cái sự lôi cuốn ra còn có cái vụ mà ôm eo ớt nữa. Nói nghe đây, chị hỏi cái này nha. Không biết em đã hỏi chưa. Không thủ đi chị. Nói nghe nè, có bao giờ mà ổng lợi dụng vô cái khiếm thị của ổng để ổng rờ lộn chỗ chưa? Đúng thương không? Đúng. Phải hỏi cái đó chứ. Dạ. Không chị, rất là đàng hoàng và nghiêm túc chị. Thậm chí là mình muốn cho ổng dịnh vô nhưng mà ổng cũng không. Mà nhờ vậy mà em cảm mến đúng không? Dạ đúng. Chứ còn mà ổng có tận dụng liên tục cái đó thì chắc là né rồi đó ha. Chưa chắc gì quen nhau. Đúng rồi. Sẽ coi thường ổng liền. Đúng rồi. Mà chính vì cái điều đó cho nên là em trân trọng Cảnh và càng cảm mến hơn, đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào mới chính thức yêu nhau nè? Phải có cái cột đi bóng. Bao nhiêu vườn cam và bao nhiêu vườn quýt thì Cảnh hai nhớ đứa không chính đẹp. Xác là hai đứa chính thức là coi như là không thể rời nhau ra được. Bữa trước cái vụ này là tôi cố tình tôi không có hỏi, tôi không có hỏi cô cướp nha, tại tôi biết các bạn sẽ lên chương trình Vợ Chồng Son và chị Vân sẽ hỏi. Sao bao lâu? Dạ thì sau khoảng em không nhớ chính xác, tầm khoảng 1-2 tháng gì đó. Thật ra là vợ chồng em thì không có tỏ tình. Nó chỉ tới với nhau một cách tự nhiên thôi. Thì chắc có lẽ là một lần nào đó ngồi ở công viên á, ngồi ở công viên thì ngồi nắm tay và tròn vai nhau thôi. Thì giống như là ngầm hiểu. Em có nói gì không Cảnh? Dạ không nói gì cả. Rồi em có nói gì không? Em cũng không nói gì hết trơn. Em nghĩ là chắc anh này thích mình vậy thôi à. Rồi là chính thức là lấy cái đó ngày quen. Rồi anh thì nghĩ là chắc cái cô này cũng thích mình vậy rồi thôi chứ không có thì... Vậy là trong sân khấu mình á, là cái từ ngữ đúng chuyên môn gọi là độc bạch trong tình yêu, tự nói ở trong óc trong não mình vậy đó. Có nghĩa là em là của anh rồi, anh không cần phải nói nữa bên đây. Dạ em cũng hiểu là anh định nói nhưng mà chắc anh nghĩ là em là của anh rồi. Đó là độc bạch đó. Rồi như vậy là thôi, lấy cái cột mốc là cái ngày đó là cái ngày hai đứa quen nhau. Dạ. Đúng không? Và sau khi quen nhau thì nó có những cái sự trắc trở gì hay không? Nó có những kiểu có lúc nào mà hai đứa phải xa nhau đó. Không? Quen những thì cái khó khăn đó. Những quen khó khăn thì quen. Cũng bình thường, là lúc quen thì cũng không có cho ở nhà biết. Thì cứ sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó thì em cũng no, em sợ gia đình em ngăn cản đúng không? Dạ. Nhưng mà thực chất là có cái vụ ngăn cản không? Dữ dội luôn chị, bình đẻ luôn. Là khi mà đến bao lâu thì khi mà biết á, khi mà biết á thì là ngăn cản kiểu gì? Thì biết thì
quen thì giấu, nhưng mà tới cưới thì phải nói rồi, tại không nói không được, đâu có cưới được. Thì tới lúc mà bạn Cảnh nhận được cái học bổng của chính phủ Úc 2 năm để đi du học. Ủa, dạ. là Cảnh đổi trong thời gian hai đứa quen nhau là Cảnh vẫn học hả? Hay là sao? Lúc đó là đi làm rồi. Mình sang học bổng. Dạ, học thạc sĩ. Học thạc sĩ ạ. Học sang học bổng đấy. Thì có nghĩa đến lúc mà Cảnh nhận được học bổng đi Úc là gia đình em vẫn chưa biết. Chưa biết khi mà cưới á, khi cưới rồi, khi mà bắt đầu bạn Cảnh nói với em là đám cưới á thì cũng không có chuẩn bị gì hết, bạn nói là đám cưới vậy thôi. Mình lúc đó mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì hết trơn mà cưới gì mình cũng hơi. Rồi em phải nói đúng không? Mình nói với gia đình. Mẹ. Đúng rồi, mẹ sao? Mình cũng bộc bạch nói trước đó thì bạn Cảnh cũng có xuống chơi nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Là bạn thôi. Rồi xong rồi cái khi mà em nói thì mẹ khóc rất là nhiều. Dạ. Lý do mẹ thì, khóc. Thì mẹ sợ khổ với thằng mẹ nói là cha nhất định xong có đồng ý. Bởi vì cha em hồi xưa thì làm quân đội á, ba cũng khó. Rồi thọt đầu thì ba cũng không có đồng ý, nhưng mà em chợt nhận ra là cha không đồng ý là do cha chưa hiểu về anh. Cha chưa hiểu nhiều về anh, mẹ chưa hiểu về anh. Ba mẹ hình dung rằng là khi một người không thấy đường thì họ có thể là đi bán vé số, đi xin ăn, bán kẹo gì đó thôi. Thì ba mẹ cũng sợ là em sẽ khổ. Đúng vậy. Dạ khổ. Thì em nhớ là lúc đó có một cái chương trình ở đài phát về những cái nỗ lực của anh lúc anh nhận học bổng. Thì ba thì thường hay coi cái chương trình vào buổi chiều. Thì chương trình đó phát đúng vào buổi chiều luôn. Thì sau khi mà cái chương trình của ba cha xem rồi á thì sẽ phật lên cái chương trình của bạn Cảnh đây. Thì sau khi mà coi rồi thì ba cũng hiểu hết rồi, im thôi. Nhưng mà ba cũng cha cũng ngầm để nói chuyện với mẹ. Thì cha cũng có một sự thay đổi về cách nhìn nhận rồi. Vậy là đúng là tụi em là ông trời đặt để đó. Chứ ở đâu ra mà tự nhiên một cái chương trình mà ba cũng chưa coi cái đó mà tự nhiên là vô tình. Em đúng nói vậy mà chương trình nó dụ như phát vào giờ khuya đi thầy bởi vậy thì sao cha coi được đúng không? Dạ. Tất cả mọi thứ là sự sắp xếp của ông trời, sắp của ông trời hả? À như vậy là gia đình xong nè rồi bây giờ cái vấn đề nữa là cái gì, là bắt đầu phải yêu xa. Đúng rồi. Yêu đám cưới rồi Cảnh mới đi hay là đám cưới rồi mới đi đó, là rồi. em đi theo luôn. Đúng rồi, phải đi theo chứ. Tức là sau khi gia đình em đã đồng ý Cảnh rồi là hai đứa bắt đầu cưới, đám cưới. Đúng chưa? Cưới xong bao lâu thì Cảnh mới đi Úc? Cưới vừa cưới xong rồi đi luôn. Tháng à? Rồi là hai đứa cùng đi. Dạ. Rồi hai đứa cùng ở bên Úc bao mấy năm? Dạ là 2 năm. Trong thời gian đó có những cái chuyện gì mà hỉ nộ vui buồn ái ố gì không? Có gì vui vui không? Chắc chắn là sẽ đặc khó biệt khăn không? Trong có một cái gì đặc biệt không? Em thì cũng có những cái căng thẳng nhẹ, tức là bạn là người không thấy nên là cái việc học của bạn phải gấp đôi gấp ba những cái bạn bình thường. Ví dụ thay vì bạn bình thường học là 4 tiếng mà bạn phải học 8 tiếng hoặc là 10 tiếng. Đúng thì rồi. Cái thời gian bạn Cảnh chỉ dành là chỉ học thôi. Ví dụ như bạn đi thư viện, bạn lên trường bạn học về, cái đầu tối chỉ ngồi ăn cơm được chút xíu cái vô cái bạn học tiếp. Nhiều khi cái em cũng bực bội, anh học cái gì mà anh học hoài, tức là không có thời gian để mà nói chuyện. Nói chung là cũng có cái đó thì có sự gây lộn nhẹ ở trong đó, giận dỗi và tổn thương nhẹ đúng không? Đó. Chắc chắn tại vì Cảnh sẽ trả lời là giờ anh không học là chắc chắn anh không theo kịp người ta. Nhưng mà để hỏi câu này với em hỏi chưa nha. Thì hỏi đi, trời ơi có sao đâu. Cảnh, cái thời điểm mà em học bên Úc á, dạ. Có con bé người Úc nào mê em không? Hoặc là em có say nắng bé nào người Úc không? Dạ không. Không dạ, hả? Lúc đó là chỉ tập trung vào việc học thôi. Em nói cái đó là chị tin em đó, là em không còn thời gian để em mê bé nào người Úc. Nhưng mà cái vụ mà người Úc mê em chị nghi có đó. Có không? Em đâu dám nói cho bé vợ nghe đúng không? Em cũng chưa biết, có thể cái bạn đó cũng không dám nói với em quá. Vậy hả? Nhưng mà có cái bạn nào mà ngồi kế bên em thư viện hoài không? Một bạn một đó, có ngồi không? Nói chung em quen rất là nhiều chị, quen rất là nhiều. Gặp bạn người Úc thì ít, bạn bản địa đó thì ít chút. Gặp mấy bạn ở quốc tế thì nhiều, ở nhiều Trung Quốc này, Ấn Độ, Philippines, Singapore đồ rất là nhiều. Nhưng mà sao? Thì con bé nào ngoài Nga nó mê em không? Thấy chưa? Hỏi tới luôn đó. Theo em cảm nhận chắc không quá, không biết mấy bạn đó thì có thích mình không thì mình không biết. Còn riêng mình thì riêng em thì thời điểm đó là chỉ lo cái việc học thôi chứ còn nén lại tất cả, không có quan tâm nhiều việc khác nữa. Em tin không em?
Tại vì thường á, những người mà khiếm thị đó là cái giác quan của người ta cực nhạy, chị nói em biết. Nhiều khi ngại á, sợ nói cho Nga nghe, rồi giận, ngại, sợ Nga giận. Nhưng mà tại sao chị hỏi xoáy không? Chị không đốt nhà tụi em đâu. Mà chị muốn hỏi để làm chi thực sự với một người chồng như thế này. Anh giỏi như thế này ha, ảnh có ý chí như thế này, mà nhiều những người con gái khác ngoài em ngưỡng mộ ảnh là em phải hãnh diện. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Em phải hãnh diện với chồng của em. Tại vì những người, có những người đàn ông họ bình thường không bị một cái gì hết trơn á. Nhưng mà ngồi ngồi vậy, nhiều khi đi cua người ta cũng ai ta để ý luôn á. Chị nói thiệt, vô duyên á. Vô duyên á. Đẹp á, vô duyên, không ai để ý. Nhưng mà chồng em á, mà không thèm quan tâm tới ai hết, chỉ có lo học thôi. Mà người ta mê chồng em, giống như tự động em mê chồng em á. Đúng không? Là em phải hãnh diện, em không được ghen nghe chưa? Hãnh diện, lấy cái đó làm một cái điều mà trời ơi, yêu chồng hơn nữa. Tới tới giờ đi học là em đâu có cần đưa đi đâu, hai ba cô gái đứng ngay cửa. Thấy chưa, chị nghi đâu có đó. Dẫn lên trường. Chị nghi đâu có đó. Nè, ghe cái coi. Bởi vì phụ nữ mà chị cảm nhận rất là hay. Nhưng mà lúc đó em nói thật đi, cái giai đoạn đầu khi mà em nhìn thấy như hình ảnh đó em có khó chịu không? Có. Em thì em không có nói dối nha, nha. Không, em bình thường. Có nhận sai cãi nha. Dạ không, bình thường, tại không vì mình cảm động nội tâm đó là khác. Bởi vì mình thấy rằng chồng mình đi đến một cái nơi phương xa vậy á, mà được bạn bè quốc tế, được những cái người bạn á hỗ trợ như vậy á, thì mình cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc về cái điều đó. Với lại một phần nữa, hai bạn này là những cái người mà hoạt động những cái công tác thiện nguyện, cho đúng không? Cho thiện nguyện. Cho nên là hai cái tấm lòng này họ gặp và họ giao thoa với nhau. Cho nên chắc chắn là ở họ có một cái niềm tin dành cho người bạn của mình rất là lớn. Rất là lớn đó chị. Với lại anh hỏi nè, em là biết lái xe hơi là ở Việt Nam hay là em qua Úc em mới biết lái? Em biết lái ở Việt Nam. Tức là trước khi cái ngày cưới á, cái bạn Cảnh nói em đi học lái xe liền, lái nhanh 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 gớp ghẻn. Gớp ghẻn đi Úc. Dạ, đặng đi qua Úc. Rồi đi qua bển xong là cái đầu tiên đó là anh mua cho em một cái điện thoại, xong rồi mua cho em một cái máy ảnh. Tức là em nói là em rất là thích cái máy đó khi ở Việt Nam, là em đã có một cái rồi nhưng mà em thích cái máy đó lắm. Thì đi qua bển thì anh mua liền cho em. Bởi vì em thấy ông một con người rất là ý nghĩa. Không, vấn đề không phải là thương không, mà là một con người này rất là sâu sắc. Đúng. Tại vì sao? Mình lo học thì mình phải có một cái gì để cho vợ mình á, để mà lấp những cái khoảng trống mà khi mà mình học hành không lo được cho vợ, đúng không Cảnh? Em cực kỳ sâu sắc luôn. Tại sao không mua cái hộp xoàn, đúng không? Của nã mấy bạn gái bà nào mấy hộp xoàn á, tại sao không mua hộp xoàn? Không có đeo ngồi ngắm rồi làm gì, bộ từ sáng tới chiều ngồi ngắm hộp xoàn không? Mua cái máy chụp ảnh để cho em có thể thỏa chí tăng bồng. Hay quá Cảnh ơi, rất là hiểu. Nghe thôi, bây giờ mình đến cái phần kia đi. Phần kia đi. Đến cái phần mà khui tật xấu nha. Đúng vậy. Cái này ở cái chương trình kia nó không có đâu nha. Đó là đặc sản của vợ dùng son đó nha. Nãy giờ Cảnh im re đó, Cảnh im re. Bây giờ để Cảnh nói trước đi nào. Đó, bao nhiêu lâu năm ở với Tố Nga? Thấy không, hiện giờ là hai vợ chồng có một cháu, một cháu trai. Ôi vậy đó hả? Trời ơi, đáng yêu vậy. Sáng suốt và rất là nhanh. Ủa, rồi bây giờ đang ở với ai? Đang gửi bé ở nhà của người quen á. Vậy hả? Lên đây. Dạ, lên đây luôn ạ. Đó, thôi giờ Cảnh. Em cảm nhận về những tật xấu của Nga, nó là những cái nào nè? Dạ, xét về tổng thể thì vợ em là tuyệt vời. Xét về tổng thể. Nhưng mà còn tuyệt vời hơn nữa. Tức là thứ nhất là em hay nói với em là hãy quay lại chính mình mà chăm sóc mình nhiều hơn. Thì bạn Tố Nga thường thì ít khi chăm sóc bản thân mình nhiều. Cái thứ hai nữa là tập chậm lại một chút. Tức là bạn nên chậm lại một chút. Chậm lại một chút. Bạn thì bạn ấy công việc nhanh lắm, người rất là nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn, làm rất là gọn gàng. Và cái việc mà mình cần điều chỉnh đó là cái chậm lại để cho một cái thứ nó trơn tru hơn. Ví dụ như là thỉnh thoảng đi mang dép chiếc này chiếc kia chẳng hạn. Vội quá chiếc này chiếc kia, hoặc là mang quên đồ. Ví dụ lên chương trình này là em có tham gia chương trình Aikido Thế Giới Là Yêu Thương á, thì mang hai bộ đồ võ phục lên mang theo, nhưng mà bạn ấy lại quên mất tiêu. Quên mất tiêu để ở nhà ví dụ vậy, thì bạn ấy công việc rất là nhanh, làm rất là nhanh, nhưng mà đều là mà chưa kỹ, đúng không? Vội nó chưa thì hơi vội đó thì nó dẫn tới nhiều việc ảnh hưởng đấy, như khi bị đứt tay rồi nè. Rồi bị này bị kia gì đó thì nên chậm lại một chút. Để em nói một chút xíu về vấn đề này. Không biết anh nói có đúng không nha. Không biết anh nói đúng không nha. Một phần nữa là từ lúc mà lấy vợ về là Cảnh, mặc dù vậy đó nha, chứ là
bao giờ cũng dành làm công việc với vợ, đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng. Cho nên chính vì thế Nga rất là sợ cảnh nó làm việc, cho nên rất là muốn vội vã để làm mọi thứ, để làm cho cảnh, để cho cảnh đừng có cơ hội làm. Dạ, ăn cơm xong là dành rửa chén, có khi đúng hai vợ chồng cứ ngay cái chỗ rửa chén đẩy qua đó, đẩy lại hoài vậy đó. Và chính vì vậy bạn này là bao giờ cũng muốn nhanh để mà dành cái phần đó để mà có thể chăm sóc cho cảnh được nhiều hơn. Chị hiểu rồi. Đó. Nhưng bây giờ ngược lại thì cảnh lại muốn vợ thay đổi như vậy. Ừ. Vợ thay đổi là thôi cứ chậm lại đi em. Dạ. Thực ra cái việc mà ảnh giúp em nó nhiều khi nó cũng là một cái niềm vui của ảnh. Tại vì nhiều khi ảnh đúng không em? Tại vì nhiều khi ảnh làm việc đầu óc nhiều quá. Anh có muốn có một cái niềm vui gì khác ngoài cái công việc á thì em cứ để cho ảnh làm đi. Đâu có sao đâu cưng. Em hay nói với Tố Nga là người ta bỏ tiền ra để đi tập rửa chén mà, đi thiền đó. Thì ở đây mình cho anh xin phép mình nhận cái này anh làm như là không có tốn tiền, mình được thiền trong chén rồi mình không có tốn tiền nữa. Đúng rồi. Còn mình á thì kệ, mình đứng mình quan sát. Để có cái gì thì mình hỗ trợ, kệ, để mình tận hưởng niềm vui của ổng. Đúng vậy. Đó, mình tiếp ổng. Dạ. Đúng rồi. Để cho ông làm chính, mình làm phụ. Đúng rồi. Bây giờ Cảnh ơi, còn tật xấu gì nữa không Cảnh? Sao nè? Đó là chưa thật sự cam kết những cái điều mà mình làm á. Ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn, thì được gọi là ngày đầu tiên rất là hào hứng, ngày thứ hai cũng còn hào hứng, nhưng là ngày thứ ba bắt đầu là nó lụi tàn. Vậy ném về cả thèm chóng chán nha đang. Nghĩa là ngày đầu ngày hai tập ghê lắm, cái ngày thứ ba anh ơi giãn cơ rồi. Thì đó, thì cái này thì nói chung là mình nghĩa là muốn vợ tập thể dục đều đặn, đúng không? Dạ đúng rồi, từ ngày xưa là đầu tiên em quen em tặng cho cặp tạ rồi mà. Tặng cho một quả bóng yoga, hai quả chứ. Bị bể hết hai quả luôn. Còn hai cục tạ kia không biết trôi về đâu nữa. Đây cũng là một vận động viên mà cử tạ đó nha chị. Wow, trời ơi. Hôm giờ nói tóm lại là ở vợ mình á, em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì nhất? Điều thứ nhất là là em cái kỳ vọng thôi, cũng nói cũng không có mong muốn nhiều để mà gọi là mình stress với mình, stress với vợ. Thế thì kỳ vọng mình, vợ mình là quay lại bên trong chính mình, đó là chăm sóc mình thôi. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Chăm sóc chính mình có nghĩa là vừa chăm sóc về sức khỏe cũng như chăm sóc về cái nhan sắc của mình. Tuy rằng là mình rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng phải có cái cách chăm sóc, yêu quý bản thân mình hơn. Thì em chỉ có gọi là mình kỳ vọng vậy thôi. Sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe về thể chất luôn. Dạ đúng. Mặc dù là khóc đó, Nga nó khóc luôn á Cảnh. Nga xúc động lắm chị luôn á. Khi mà em về dưới nhà đó hôm nay á, chị biết không, nhìn Tố Nga chị thấy rất là đẹp, rất là xinh không. Và khi mà về dưới Kiên Giang á, nhìn thấy Nga như là rất là giản dị luôn kìa. Rất là giản dị, một áo thun với một cái quần jean đó, và rất là tất bật trong công việc đó. Và cái điều mà Cảnh mong muốn Nga nó là, anh nghĩ là nó là một cái điều rất là hợp lý. Dạ. Rồi, bây giờ tới Nga đó. Sao? Tật xấu của anh là những gì? Xúc động quá, nói không được nữa. Biết sao không? Thôi em xúc động, em cứ khóc đi. Đời, không việc gì mình phải ngăn những cái dòng nước mắt. Tại vì thực ra cái xúc động này cũng là một cái sự hạnh phúc. Là bởi vì thực ra là chồng mình á, là rất là thương mình, rất là quan tâm cho mình. Nhưng trong đó nó cũng có những cái mình nghĩ về cái hoàn cảnh của mình. Và mình nghĩ là mình sẽ không thể thực hiện được những cái mà chồng mình mong muốn. Bởi vì mình rất nhiều thứ mà mình không thể vượt qua được. Ví dụ như là đó, đúng không? Em là đôi mắt của chồng, em là, nói chung là em là cái điểm tựa cho thằng con trai của em về tất cả mọi phương diện, đúng không? Là chị hiểu được cái suy nghĩ của em. Nhưng mà như vậy nè cưng, tại vì mình không muốn, tại vì mình nghĩ là mình thôi cứ như vậy cũng được rồi, tại vì anh cũng đâu thấy mình đâu mà mình cần phải trau chuốt, mình cần phải xe xua làm gì. Trong khi đó mình cứ để thời gian đó hoặc là tiền bạc đó để mình lo cho chồng mình, lo cho con mình thì hay hơn. Ví dụ đó, trong đầu em nghĩ vậy, nhưng mà chị nghĩ là cũng chưa đúng lắm đâu. Tại vì em nên nhớ là có một người đàn ông nhỏ trong gia đình em nữa, đó là thằng con trai của em, đúng không? Nó cần phải có cái cảm nhận với mẹ mình như sau. Mẹ mình phải là một người phụ nữ không thua gì những người mẹ của những người bạn mình. Ha, ví dụ như là nó thấy mẹ của bạn nó là phải đánh son, lâu lâu đánh son nè, xịt dầu thơm nè, uống tóc nè, hay mặc đầm, ví dụ vậy. Nó cũng muốn mẹ mình như vậy. Đó là một cái. Cái thứ hai là Cảnh muốn rằng
cái đứa con trai á, nó phải cảm thấy rằng mẹ mình là người hạnh phúc. Thì như vậy nó sẽ yêu, nó sẽ yêu thương cái gia đình của nó hơn. Và nó thấy rằng là à, vì mẹ hạnh phúc với cha cho nên mẹ mới là người như vậy. Mẹ mới trau chuốt, mẹ mới lo cho bản thân mình như vậy. Chứ không á, thì cái cảm nhận của nó sẽ thấy là ủa, bộ mẹ chán đời lắm hay sao mà lúc nào thấy mẹ cũng không có chịu lo gì cho bản thân. Đó, mà con nít bây giờ nó lanh lắm nha em. Nó rất là hay, nó sẽ so sánh hết mọi thứ. Và có đôi khi là có đứa nó nói với mình, nhưng cũng có những đứa nó không nói, nó cứ để trong bụng nó thôi. Đó, nhớ nha em. Đúng không Cảnh ơi? Dạ, hoàn toàn đồng ý. Có đúng ý của em muốn không? Hoàn toàn đồng ý. Thật ra những cái lời chị Hồng Vân chia sẻ nãy giờ thì bạn Cảnh cũng đã từng, trong bữa cơm gia đình cũng từng nói với em rồi. Dạ, đã từng. Cái thứ hai một phần nữa là Cảnh cũng rất là muốn lắng nghe nghe những cái lời khen của những thành viên trong gia đình. Ví dụ ôi trời Cảnh ơi, hôm nay vợ mày xinh quá. Hả? Hôm nay vợ mày điệu quá, vợ mày điệu quá Cảnh ơi. Hôm nay đánh một cái son đẹp quá. Đúng không Cảnh? Dạ, đâu đó anh nói chính xác. Dạ. Nghe những cái lời khen của các thành viên trong gia đình, thậm chí hàng xóm luôn, khen vợ mình đẹp mình vẫn hạnh phúc. Đúng rồi. Đúng dạ, chính xác. Thôi bây giờ tới nghe đó. Ừ. Dạ. Em khui tật xấu của Cảnh đi. Anh bữa trước anh không hỏi vụ này. Nghe. Nói chung về trong gia đình thì bạn Cảnh rất là tốt, rất là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên thì chỉ có những cái nhỏ bình thường thôi. À. Mà em muốn anh thay đổi nhẹ xíu thôi. Ví dụ thì anh chắc có lẽ là do anh không thấy nên là anh hơi chậm. À. Mà chậm là chậm quá luôn. Ừ. Ví dụ như 7 giờ quy định là 7 giờ 10 là ra khỏi nhà đi làm. Tới cơ quan thì 7 giờ rưỡi. Thì ra bắt đầu 7 giờ 10 anh ta bước ra ngoài phải không? Mò đi vô, phải đi vô không biết làm gì, vuốt tóc hay là không biết làm gì nữa, là mới đi ra thêm quận nữa, lúc nào cũng phải lố giờ. Ừ. Nhưng mà thời gian gần đây thì cũng cân bằng nhẹ lại xíu rồi. Nhưng mà ví dụ nó đúng giờ luôn nữa thì nó ok hơn. Rồi, tật xấu là ghê. Dạ. Đó là giấc chịu. Dạ. Tật xấu là ghê gà đó. Ghê gà. Dụ như trời mưa đúng không? Em bưng nguyên gỗ đồ vô, em làm nhanh mà. Em lấy nhanh đặng em chồng lên cao nè. Em kêu, anh tiếp em. Không, chậm không đi đây. Đổ hết trơn. Tức là thay vì ý là đi nhanh chút xíu để cùng bợ, tại vì em thấy nó nặng á. Thì kêu là anh ơi tiếp sắp rớt rồi, thì anh đi lại thì nó rớt nó tiêu rồi. Rồi còn gì nữa không? Đó. Mong muốn gì nữa không? Thức khuya không nè? Dạ, thức khuya là dữ lắm luôn. Sau này thì cũng bớt lại rồi, tức là anh học á. Anh học rất nhiều, tức là anh hay nghe tiếng Anh rồi anh hay tìm tòi anh học thường là có những lớp hôm trước là anh học lớp tới 11, 12 giờ luôn. Mình cứ tại vì ban ngày đi làm thì buổi chiều ăn cơm. Có một giai đoạn là ăn cơm xong là anh vào học liền, học tới 12 giờ. 4 giờ sáng thức dậy học tiếp. Vừa học là vừa tập thể dục, vừa tập võ, vừa ôi nhiều lắm, tức là có khi chỉ có ngồi ăn cơm thì vợ chồng ấy mới nói chuyện thôi. Còn không thì không có luôn, nhưng mà trong cái giai đoạn nó qua rồi. Sau này khi mà chớp chớp con em á, em không có em suối á. Con kêu cha vô chơi với con. Cái đầu mỗi khi mà cần cái đầu nắm tay ba vô chơi với con đi. Cái đầu bạn Cảnh này nghe những cái lời của con trai, cái đầu không chịu được, tức là gác bỏ mọi thứ để đi qua chơi với con. Thì sau này bạn cũng cân bằng lại một xíu rồi. Thì chơi với con chắc chắn là phải chơi với mẹ rồi. Dạ. Tức là em mong muốn rằng anh bớt cái việc, nói chung là học là tốt đó, nhưng mà biết cân bằng lại. Dạ, biết cân bằng lại chút xíu. Đúng rồi. 4 giờ là thức dậy múa giỏ rồi đó chị. Thôi đúng rồi đó, tại vì chị nghĩ là cái tâm lý của Cảnh là Cảnh muốn mình, tại vì mình đã bị thua thiệt người khác ở một cái khía cạnh rồi, thì bây giờ muốn dùng tất cả những cái khác để mà bù trừ lại. Thì tất cả cũng chỉ là để muốn là cho vợ và cho con mình thôi. Ngoài cái việc hãnh diện về mặt tinh thần ra thì còn về vấn đề vật chất nữa. Lo được cho gia đình bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên là cái mong muốn của vợ em là hoàn toàn hợp lý đó Cảnh. Bởi vì thực ra mà nói, một cái người vợ, cái điều mà người ta mong muốn, chị không biết là những người khác như thế nào, chị nghĩ là chắc Nga cũng giống như chị á. Có nghĩa là cái điều mà mong muốn nhiều nhất ở chồng không phải là tiền bạc,
cũng chẳng phải là những cái danh vọng hư ảo gì ở đâu mình không biết. Cái cần nhất là chồng mình sức khỏe nè, được ở bên cạnh chồng càng nhiều càng tốt, tức là cái thời gian để dành cho nhau nhiều hơn đó. Bởi vì thì cuối cùng vẫn là sức khỏe, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được cái sức khỏe của mình, mà chị nghĩ là như vậy. Cho nên thôi, hai vợ chồng á, nhất là Cảnh á, cố gắng dành thời gian nhiều cho vợ và con mình một chút nghe. Nhưng một phần nữa là Cảnh là một cái tấm gương mà không bao giờ chịu coi như là dừng lại, mà luôn luôn học hỏi, luôn luôn tiếp nhận và đón những cái mới. Thì một đó. Phần nữa là để bảo vệ tất cả những người thân yêu trong gia đình đó. Nhưng mà em ơi, chúc mừng em là bởi vì em có một người vợ vừa đảm đang mà cái thứ hai vừa biết coi như là biết làm việc, luôn luôn đồng hành với em trong công việc. Cho nên thôi, phải cân bằng lại. Đúng rồi. Để mà chúng ta tận hưởng cái cuộc sống. Đúng tận rồi. Cuộc sống hôn nhân gia đình. Phải tận hưởng em ơi, đó. Thiệt. Dạ. Cảnh. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai vợ nghe. Dạ. Muốn nói gì, muốn nói gì với chồng không? À, chồng muốn nói gì với vợ không? Dạ. Em nói trước đây. Anh nói trước đi. À, em cũng rất là biết ơn chương trình Vợ Chồng Son đó, như mình có một cái thời gian hai vợ chồng cùng trò chuyện với nhau, cùng với chị Hồng Vân cũng như anh Quốc Thuận, để mà tâm sự nhìn lại cái bức tranh cuộc sống của gia đình mình. Những cái khía cạnh mà tuy rằng là nó, mình tưởng rằng nó nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất là lớn trong cái cuộc sống của mình. Thì đúng là thời gian này em bắt đầu có sự cân bằng lại rồi, bằng chứng là em đã chọn một cái ngách, đó là em làm về khai vấn cuộc sống đó, là mình cân bằng về cuộc sống. Thì chính bản thân mình là ứng dụng ngay bản thân mình để làm sao đó trong mỗi buổi tối khi mình làm về là có những cái giờ chơi rất là chất lượng với vợ, với con mình, hoàn toàn có mặt ở đó. Chứ không phải là mình có mặt ở đó mà cái đầu mình cứ nghĩ vào những công việc hay là những cái điều khác. Thì đó là cái điều đầu tiên. Và điều thứ hai thì em lại lặp lại cái câu nói mà em cũng hay nói với vợ em, với mọi người á, là cái ước nguyện của em, ngoài cái việc mà về cái mặt xã hội thì mình không nói tới, thì nói về gia đình á, là ước nguyện của em là mong muốn đưa cho vợ con em là chu du khắp thế gian. Đó là cái ước nguyện rất là lớn của mình. Dạ, thì em nghĩ là em sẽ có một sự ủng hộ đâu đó về cái điều kiện. Chắc có thể là như chị Hồng Vân nói là ông trời đặt đẻ gì đó. Thì sẽ ủng hộ mình về cái ước nguyện này. Sẽ có dịp luôn. Dạ. Là con là mấy tuổi rồi cưng? Con 3 tuổi. Được 3 tuổi rồi. Đó, làm sao mà đi từ cái thời điểm này cho đến con lúc con 7 tuổi đó. Là đẹp nhất thì là sau đó bạn phải đi học. Dạ. Đúng rồi. Hay đi thì hay kết hợp với ví dụ như bạn muốn đưa hai mẹ con đi Đà Nẵng thì bạn đăng ký những cái giải chạy marathon ở Đà Nẵng, bắt đầu vừa đi chơi mà vừa đúng rồi. Rồi. Rồi bạn đi ông trời sẽ đem đến cơ hội cho hai tụi em để đi vòng quanh thế giới, cái đó nói thiệt luôn. Rồi nghe. Con muốn nói gì chồng không? Nói chung thì em thì hôm nay em lên em cố gắng cho mình đẹp nhất có thể để ghi lại cái khoảnh khắc của cái chương trình đó. Thì em cũng sẽ đồng ý với anh là sẽ chậm lại và sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Và sẽ nói chung là sẽ cùng anh và con đồng hành đi trên cái mọi nẻo đường mà anh bước. Lại neo cảm xúc. Neo cảm xúc mới được. Rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Cảm ơn hai bạn chồng Cảnh và Tố Nga nha.